Thì tôi cũng xin được trả lời như sau. Thứ nhất thì liên quan đến có một câu hỏi là trong cái hoàn cảnh Covid đang diễn ra rất phức tạp và khó lường thì công ty có hướng khắc phục như thế nào và nên đầu tư vào nhóm ngành nào để giảm bớt sự ảnh hưởng của Covid? Thì trong cái bài trình bày thì thực ra là tôi cũng đã nói khá là rõ rồi. Khi mà diễn biến của dịch chưa rõ ràng thì chúng tôi đã giảm cái tỷ trọng cổ phiếu và chúng tôi cũng tập trung vào những cái cổ phiếu nắm giữ những cổ phiếu mà ít bị ảnh hưởng hơn bởi đại dịch. Thì cũng quý vị cũng biết là đối với cả quỹ VCDF, BCF thì tối thiểu mà chúng ta nắm giữ cái tỷ trọng cổ phiếu tối thiểu chúng ta có thể nắm giữ là 51%, bởi vì theo quy định của luật thì nếu mà quỹ cổ phiếu thì sẽ không được nắm giữ trên 49% là tiền. Vì vậy nên là chúng tôi cũng sẽ cân nhắc nếu mà trong điều kiện mà dịch mà diễn biến quá là phức tạp và khủng hoảng có thể nặng nề, bởi vì là chúng ta cũng biết là hiện tại dịch này cũng giống như người ốm nhất, tức là nếu mà mình bị ốm từ 1-2 tháng thì có thể là mình còn hồi phục nhanh, nhưng mà nếu mà ốm quá lâu chẳng hạn thì cái khả năng hồi phục nó sẽ rất là khó. Chính vì vậy nên là chúng tôi sẽ xem xét diễn biến của đại dịch để mà điều chỉnh cái tỷ trọng cổ phiếu một cách hợp lý. Ngoài ra thì những cái ngành như là trong 51% tối thiểu mà chúng ta bắt buộc phải giữ cổ phiếu ấy, thì chúng tôi sẽ ưu tiên những cái ngành mà ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch, ví dụ như chẳng hạn như là những cái ngành liên quan đến thực phẩm đồ uống, những cái hàng tiêu dùng thiết yếu, hay là công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin thì thực ra là cũng có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch, tuy nhiên là cái nhu cầu về làm việc online hay là IT thì nó cũng tương đối tức là không bị ảnh hưởng quá nhiều, nên là chúng tôi cũng nghĩ là nó sẽ bị ảnh hưởng ít hơn. Rồi ngành như là y tế chẳng hạn, thực ra thì bình thường mọi người cũng nghĩ là ngành y tế là cái ngành mà có thể được hưởng lợi ở cái thời điểm đại dịch này, tuy nhiên cũng không hẳn, họ chỉ có thể là bị ảnh hưởng ít hơn thôi, bởi vì là cái kênh OTC ấy, thì có thể họ được hưởng lợi, nhưng mà kênh ETC, kênh bệnh viện thì thực ra khi mà có bệnh trước đây có thể là người ta sẽ đi khám ngay đúng không, thì bây giờ có thể người ta cũng chỉ hoãn, và ở cái một ngành gọi là mang tính phòng thủ có vẻ như là rất là cao thì cũng vẫn bị ảnh hưởng, tuy nhiên là cũng bị ảnh hưởng ít hơn, thì chúng tôi cũng sẽ nắm giữ cái tỷ trọng cao hơn. Hay là những cái ngành như là điện nước chẳng hạn, thì mặc dù là ngành điện cũng được coi là có tính phòng thủ, tuy nhiên là ví dụ như quý một chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái tăng trưởng điện sản xuất thì vẫn trên 8%, tuy nhiên là chúng tôi nghĩ là khi mà dịch mà diễn biến phức tạp hơn và cái khối sản xuất phải cắt giảm sản xuất ấy, thì ngành điện cũng sẽ bị ảnh hưởng, tuy nhiên thì cái mức bị ảnh hưởng thì nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ rất phải chọn lọc trong trong cái ngành điện, bởi vì là một số những cái cổ phiếu thì lại bị ảnh hưởng, một số những công ty cụ thể thì lại bị ảnh hưởng cái vấn đề cụ thể của họ, ví dụ như là công ty điện khí thì lại bị ảnh hưởng của việc thiếu khí, thì hay là có những một số công ty điện thì lại bị điều chỉnh cái giá điện theo hợp đồng, nên chúng tôi cũng phải rất là chọn lọc. Về câu hỏi thứ hai thì liên quan đến việc nhà đầu tư có nói là nhà đầu tư cũng đồng hành với, tức là cũng đồng ý với cả VCBF về việc là không tham gia đầu tư Vietcombank, bởi vì có rủi ro insider trading, thì đấy cũng là một lý do, nhưng quan trọng là luật không cho phép chúng tôi đầu tư vào công ty có liên quan và cũng không tham gia vào cổ phiếu của Vingroup bởi vì tình hình phức tạp của nhóm này. Và ý kiến cảm nhận cá nhân là thị trường rất là mong manh, khi tin xấu thì có thể đảo ngược chiều tăng trong 1-2 phiên, thì cũng đồng ý với cách làm của VCBF. Tuy nhiên thì có hai câu hỏi là VCBF có dự định gì để cải thiện tình hình quỹ trong năm 2020 và 2021, và chúng ta thì futures hay là cover warrant có xem xét với commodity hay không, và hy vọng là chúng ta sẽ vượt khó trong giai đoạn này. Thì rất là cảm ơn nhà đầu tư thì cũng đã đồng hành và cũng rất là hiểu cái phương pháp đầu tư của VCBF. Thì liên quan đến cái câu thứ nhất thì VCBF có cái cách nào để mà cải thiện tình hình của quỹ, thì thực tế thì cũng chưa, thực ra cũng có một cái câu hỏi khác của nhà đầu tư, tôi nghĩ là cũng khá là tương tự, đó là khi mà đầu tư thì tôi phải mong có lãi, chứ anh không thể nói là anh bị lỗ và đổ thân thị trường được, như thế thì tôi cũng có thể được đầu tư vào thị trường đấy. Thì tôi cũng cổ cái câu này luôn và trong cái câu trả lời của mình, thì khi mà đối với cả các nhà đầu tư, khi mà quý vị đầu tư thì cũng cũng xem xét cái việc đầu tư vào quỹ,
thì so sánh cái việc đầu tư vào quỹ với cái việc mình tự đầu tư, chứ không nên so sánh là việc là mình đầu tư vào quỹ cổ phiếu với việc mình gửi tiền. Thì cái việc mà mình quyết định vào đâu và đầu tư vào quỹ cổ phiếu hay là quỹ cân bằng hay là quỹ trái phiếu chẳng hạn, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tình hình tài chính của quý vị, phụ thuộc vào kế hoạch tài chính của quý vị và cái phân bổ tài sản của quý vị. Thì thực ra là trong quá khứ đã chứng minh ấy, đối với cả một cái thời gian rất là dài thì cổ phiếu sẽ là cái tài sản mà tạo ra cái lợi nhuận tốt nhất. Tuy nhiên thì nó lại rất là biến động trong ngắn hạn, và như thế thì nó sẽ điều đó cũng có nghĩa là rủi ro của nó cao hơn. Thì với những nhà đầu tư trẻ và có tiềm năng về mặt tài chính hay là những cái cổ phiếu, những cái nhà đầu tư mà chưa dùng đến cái nguồn tài chính của mình trong một thời gian dài thì có thể đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà so sánh giữa anh đầu tư vào cổ phiếu thì so sánh giữa anh tự đầu tư với cả đầu tư vào quỹ, chứ không phải là so sánh với cả tiền. Việc quyết định là gửi tiền hay đầu tư cổ phiếu thì nó phải là cái quyết định phân bổ tài sản của mình. Thế thì ở khi mà thị trường xấu ấy, thì VCBF có thể làm một cách tối đa, đó là thay đổi cái phân bổ cái tỷ trọng cổ phiếu, tuy nhiên là vẫn phải theo cái tỷ lệ theo quy định của điều lệ quỹ. Ví dụ như là quỹ cổ phiếu thì quỹ cổ phiếu hàng đầu thì là tối thiểu là 51% đầu tư vào cổ phiếu, hay là quỹ đầu tư cân bằng chiến lược TBF là tối thiểu là 25% đầu tư vào cổ phiếu. Thì chúng tôi đã điều chỉnh và giảm cái tỷ trọng cổ phiếu để mà giảm cái rủi ro của quỹ, và cũng là điều chỉnh các cái ngành như là tôi đã trình bày để mà giảm cái rủi ro. Tuy nhiên là chúng tôi cũng thấy là tức là thị trường thì thực ra là rất là khó mà đoán định được. Vì vậy nên là chúng tôi cũng phải luôn luôn theo dõi và luôn luôn có cái nhìn dài hạn. Nhiều khi mình có thể chấp nhận là cái lợi nhuận trong ngắn hạn của mình nó có thể bị giảm 50 thậm chí là 15-20%, nhưng mà trong dài hạn nó có thể 50 hay thậm chí là cao hơn nữa, thì chúng tôi cũng phải cân nhắc để mà có cái lợi nhuận dài hạn cho quý nhà đầu tư. Và tức là dù là mình rất là thận trọng, tuy nhiên là mình cũng phải sẵn sàng để đầu tư vào những cái cổ phiếu mà bị biến động mạnh và có giá rẻ và có thể tăng trưởng trong dài hạn để mà đạt cái kết quả lợi nhuận và đầu tư tốt hơn trong dài hạn. Về cái câu hỏi là chúng ta có nên đầu tư vào những cái tài sản khác không, thì cũng khẳng định là commodity, tức là các loại hàng hóa ấy, thì chắc chắn là quỹ không được đầu tư theo quy định của 183 cũng như là theo điều lệ của quỹ. Thế còn theo về cái future với cả cái covered warrant thì theo cái quy định hiện tại ấy, thì quỹ cũng có thể được đầu tư với cái mục đích là gọi là phòng vệ để mà giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên ấy, thì chúng tôi cũng thấy rằng là ví dụ như là với future chẳng hạn, thì rõ ràng là nếu mà chúng ta mua future đúng không, thì chúng ta cũng có thể mua cổ phiếu rồi, thì chúng ta cũng không cần phải mua future làm gì cả. Thế còn nếu mà chúng ta dự đoán thị trường xuống và chúng ta bán cái future, thì cái đặc điểm của future là nó là theo chỉ số VN30, và trong VN30 thì có rất nhiều cổ phiếu là không có ở trong quỹ. Vì vậy là nếu mà sử dụng để phòng vệ thì nó cũng không hoàn toàn khớp với cả cái danh mục đầu tư của quỹ, và vì vậy là chúng tôi cũng không nghĩ là chúng tôi sử dụng future để mà gọi là giảm phòng vệ cái rủi ro cho quỹ. Trong trường hợp mà chúng tôi nghĩ là thị trường rất xấu thì chúng tôi sẽ giảm tối thiểu cái tỷ trọng cổ phiếu của quỹ về 51% và nắm giữ những cái ngành mà chúng tôi nghĩ là có tính phòng thủ cao hơn thôi. Thế còn cover warrant thì ở trên thị trường hiện nay thì cũng chủ yếu là những cái cover warrant mà có quyền mua, chứ cũng chưa có những cái cổ phiếu mà có cái quyền bán. Đấy, vì thế mà và trong cái điều kiện nếu mà chúng ta dự đoán thị trường giảm thì cái việc mà đầu tư vào cái cover warrant mà có quyền mua thì cũng không có giá trị gì. Liên quan đến một câu hỏi nữa là về Mobile World, thực ra thì tôi trong cái bài trình bày thì tôi cũng đã có đề cập rồi. Nhà đầu tư cũng nói là tại sao bây giờ vẫn đầu tư Mobile World, thì thực tế thì chúng tôi đã giảm cái tỷ trọng của Mobile World rất là nhiều. Nếu quý vị theo dõi vào báo cáo vào cuối 2019 thì thấy là Mobile World chúng tôi lúc đó là giữ tỷ trọng khoảng 8% và là cổ phiếu mà có tỷ trọng nắm giữ cao nhất của quỹ. Bởi vì chúng tôi cũng đánh giá đây là một công ty rất là tốt, là công ty đứng đầu ở trong ngành, và đội ngũ quản lý thì chúng tôi nghĩ là họ đã rất là giỏi và dẫn dắt một công ty từ rất là nhỏ trong vòng chỉ có vài năm đã tăng trưởng rất là mạnh. Chính vì thế mà chúng tôi cũng nắm giữ cái tỷ trọng cổ phiếu này rất là nhiều. Đồng thời là nếu mà nhìn vào định giá thì so với những cái công ty tương tự ở trên thế giới ấy, thì cái mức định giá của họ thấp hơn rất là nhiều. Ví dụ như chúng tôi xem những công ty tương tự thì có thể cái
PE là có thể lên đến 18 đến 20 lần. Tuy nhiên là cuối 2019 thì nó chỉ còn của Mobico chỉ còn 12 lần. Và tiềm rõ ràng tiềm năng tăng trưởng của Mobico thì là cao hơn so với cả các cái cổ phiếu tương tự. Chính vì thế mà cái tỷ trọng của chúng tôi là 8%. Tuy nhiên là khi mà tình hình thay đổi thì chúng tôi đã giảm tỷ trọng của các cổ phiếu này. Và thực ra chúng tôi đã làm rất là nhiều việc liên quan đến việc gọi là stress test, tức là đánh giá xem là trong trường hợp xấu nhất thì giá cổ phiếu có thể được định giá ở mức nào. Và chúng tôi đã đưa ra những cái trường hợp rất xấu, ví dụ như chứng khoán doanh thu có thể giảm đến 70-80%, thậm chí là 100% nếu mà họ đóng cửa tất cả các cửa hàng trong tháng 4 này, thì cái kết quả kinh doanh của họ sẽ như thế nào và giá cổ phiếu ở trường hợp tệ nhất thì ở mức nào để mà chúng tôi ra những cái quyết định đầu tư. Thì với cái đánh giá của chúng tôi như vậy thì chúng tôi đã giảm cái tỷ trọng. Và khi mà giá của cổ phiếu này đợt vừa rồi tăng lên thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội để tiếp tục giảm tỷ trọng của cổ phiếu này. Tuy nhiên nếu mà giá lại giảm hơn cái mức mà chúng tôi thấy là trong trường hợp thấp nhất, tức là thấp hơn cả cái giá mà chúng tôi nghĩ là xấu nhất có thể xảy ra ấy, thì chúng tôi lại sẽ mua lại cổ phiếu này. Một câu hỏi nữa là so sánh với cả lợi nhuận của các cái một số các cái quỹ khác thì ở đây thì tôi có cái kết quả của 2019 thì đúng là 2019 thì kết quả của VC có lẽ là tôi sẽ sử dụng cái quỹ cổ phiếu hàng đầu thì sẽ làm đại diện được, còn cái quỹ VC TBS thì cũng sẽ tương tự. Quỹ cổ phiếu hàng đầu VCS thì năm 2019 thì có mức tăng trưởng thấp hơn so với cả một số quỹ, ví dụ như là VF4 của VFM hay là VEOS, quỹ của Bảo Việt, quỹ của Techcombank. Tuy nhiên là lại cao hơn so với cả một số quỹ, ví dụ như là quỹ của NDCAP hay là quỹ đầu tư năng lượng Bảo Việt, quỹ của Manulife. Thế còn 2018 thì quỹ VCS là đứng thứ hai trên thị trường và giảm 8.3%, và chỉ sau quỹ VSAP của VinaWealth là giảm 7.6%. Và cái mức giảm của VCS năm 2018 thì thấp hơn rất nhiều so với một số quỹ khác, ví dụ như chẳng hạn như là quỹ Manulife thì giảm tới 20%, hay là quỹ cổ phiếu của Techcombank thì giảm tới 18.4%. Liên quan đến việc lựa chọn một số trái phiếu thì tôi xin kính mời bà Kim Anh sẽ trả lời ạ. Tôi thấy có một cái câu hỏi ở đây nói về giải thích về cái việc lựa chọn trái phiếu Hà Đô, Vingroup và Vinhome cũng như là Masan. Thì hiện giờ đây là bốn cái trái phiếu mà quỹ nắm giữ. Thì thực ra đối với tất cả các cái trái phiếu doanh nghiệp ở VCBS thì chúng tôi áp dụng cùng một cái cách thức định, tức là gọi là thế này, là một phân tích như nhau, tức là phân tích. Bởi vì VCBS thì cái nếu như mà quý vị đầu tư lâu rồi sẽ thấy là chúng tôi tập trung vào là cái nền tảng của doanh nghiệp. Thế nên là đối với trái phiếu doanh nghiệp hay là đối với cả cổ phiếu thì cái nhóm đầu tư cũng tiến hành một cái việc như nhau, đấy là đánh giá về cái sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên là đối với trái phiếu doanh nghiệp thì thay vì chúng ta phải định giá xem là ở cái mức giá nào thì hợp lý thì chúng ta tập trung nhiều hơn vào dòng tiền, tức là công ty có thể không có tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận nhưng mà công ty đấy phải có một cái dòng tiền tốt, phải có cái mức, tức là nhìn chung là phải có một cái bảng cân đối tài sản ấy, là rất là rõ ràng minh bạch và có hệ số nợ so với cả vốn chủ sở hữu thấp. Bên cạnh đấy thì nó phải có một cái dòng tiền tốt từ hoạt động kinh doanh chứ không phải từ hoạt động tài chính. Bởi vì trên thực tế thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp có thể là họ vẫn huy động được rất là tốt từ tài chính ấy, nhưng mà thực ra cái dòng tiền từ kinh doanh của họ thì rất là yếu. Nên nếu quý vị nhìn cả nhóm Vingroup, đặc biệt là chủ yếu sẽ là từ dòng tiền sẽ chủ yếu là từ Vinhome. Đối với Hà Đô thì họ cũng có dòng tiền rất là tốt từ bất động sản và phần năng lượng. Thực ra đối với Hà Đô thì chúng tôi cũng mới đầu tư và cái dòng tiền của Hà Đô thì cái phần bất động sản ấy nó là những cái căn hộ mà họ đã bán rồi, đã bán hết rồi và hiện giờ là họ chỉ còn có thu tiền thôi. Thế còn bên cạnh đấy thì cái phần mà từ năng lượng bao gồm cả thủy điện lẫn năng lượng tái tạo
cũng không bị ảnh hưởng về việc truyền tải điện, và họ đã đảm bảo chắc chắn được cái việc thu cái giá là 9,35 cent, cái mức cao nhất hiện nay. Thế nên là cái dòng tiền đầu vào của họ là cũng khá là tốt. Đối với Masan thì cũng tương tự, tức là họ có cái dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh rất là ổn định. Thế nên là nhìn chung là đối với cả nhóm này thì chúng tôi đầu tư là, hay là tất cả những cái trái phiếu trong tương lai thì cũng đều thế, là dựa vào sức khỏe tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chúng tôi đầu tư và trong tương lai, trong ít nhất là cho đến cái thời điểm mà trái phiếu này đáo hạn, chúng tôi đều làm cái phân tích về trong trường hợp cơ sở là doanh nghiệp đấy có thể có đủ cái dòng tiền để hoàn trả cái trái phiếu đấy hay không, và sẽ thử trong những cái trường hợp xấu hơn, tức là khi mà có những cái biến động về kinh doanh, về thị trường thì những cái dòng tiền của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, và họ có thể hoàn trả lại cái khoản đầu tư của cả gốc lại cho chúng tôi hay không. Đối với cả những cái trường hợp mà nó sẽ có thể những cái trường hợp mà trong những cái trường hợp xấu nhất ấy, mà họ cũng có thể gặp một chút khó khăn, thì chúng tôi sẽ phải tính tới những cái khả năng là những cái công ty đấy họ có một cái tên tuổi nào đấy, hay có một cái khả năng nào đấy ở trên thị trường tài chính của Việt Nam cũng như thị trường vốn thế giới hay không, để họ có thể thu hút được thêm dòng tiền. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng nhìn đến cả tài sản bảo đảm, để trong trường hợp là nếu xấu nhất xảy ra thì nếu như có cái rủi ro nào đấy thì cái tài sản bảo đảm đấy có thể bán đi và thu hồi lại lợi nhuận, gọi là nguồn vốn cho quỹ hay không. Ở đây tôi cũng có bổ sung thêm một cái câu hỏi mà nhà đầu tư, ngoài cái việc so sánh với cả quá khứ ấy, thì nhà đầu tư cũng có hỏi là trong tương lai thì so sánh với các quỹ khác thì như thế nào. Thì thực sự là để mà nói trong tương lai như thế nào thì rất là khó. Tôi nghĩ là khi mà nhà đầu tư ấy, sau khi mà mình quyết chọn, tức là quyết định phân bổ tài sản của mình theo cái hướng là mình đầu tư bao nhiêu phần trăm vào cổ phiếu, bao nhiêu phần trăm trái phiếu, bao nhiêu phần trăm tiền gửi, thì dựa trên đấy là một cái quyết định đầu tư chiến lược. Tôi nghĩ là cái đấy là không phụ, tức là nó có thể là thay đổi một chút so với thị trường, nhưng nó phụ thuộc nhiều hơn vào việc là độ tuổi của bạn là bao nhiêu, bạn cần cái tiền đó để làm gì, và cái tình hình tài chính của mình như thế nào. Thế sau khi mà đã dựa trên cái đó mà quyết định là đầu tư cổ phiếu bao nhiêu, rồi trái phiếu bao nhiêu, tiền bao nhiêu, thì cổ phiếu sẽ ra tiếp quyết định là mình sẽ tự đầu tư hay là mình đầu tư vào các quỹ. Thì tự đầu tư thì tôi nghĩ là có thể nếu mà quý vị có thời gian và quý vị có chuyên ngành thì các quý vị cũng có thể tự đầu tư. Tuy nhiên thì tôi cũng xin mô tả một chút là để mà đầu tư được ở VCBF thì chúng tôi có đội ngũ đầu tư khoảng 10 người, và mỗi một người thì sẽ phụ trách một số ngành, và chúng tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ các cái ngành đó, những cái công ty ở trong ngành đó. Đồng thời chúng tôi sẽ áp dụng những cái mô hình định giá để đưa vào để định giá công ty, và chúng tôi cũng xem xét là những cái công ty tương tự ở trên thế giới thì họ có thể phát triển như thế nào. Và với những cái mức định giá đó thì chúng tôi sẽ xem là chúng tôi sẽ có thể mua cái cổ phiếu đó ở cái giá nào và bán ở giá nào. Thì nếu mà quý vị không có cái khả năng làm cái điều đó thì tôi nghĩ là tốt nhất là nên đầu tư vào các quỹ. Thế thì sau khi mà đầu tư vào, quyết định đầu tư vào quỹ rồi thì quý vị là chọn quỹ gì, quỹ nào và công ty quản lý quỹ nào. Thì cái việc mà chọn quỹ nào ấy thì tôi nghĩ là cũng lại phụ thuộc vào cái việc là cái chiến lược đầu tư của quý vị như thế nào, cái gọi là khẩu vị rủi ro như thế nào. Thì với VCBF thì cái cách đầu tư của chúng tôi thì theo hướng là tôi nghĩ là cũng khá là thận trọng. Cái danh mục của chúng tôi thì thường là đa dạng hơn, và vì thế mà khi thị trường giảm thì chúng tôi thường giảm ít hơn, và tăng thì cũng tăng ít hơn, tức là cái mức độ rủi ro ít hơn. Thì tùy thuộc vào cái khẩu vị rủi ro của mình thì các quý vị có thể xem xét. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái điểm khác biệt với cả các cái công ty quản lý quỹ khác ấy, thì tôi nghĩ là chúng tôi làm thực sự là rất là minh bạch, và thực sự là những nhân viên của chúng tôi ở trong công ty VCBF thì là đều cố gắng tất cả vì lợi ích của nhà đầu tư. Chúng tôi thì rất tuân thủ những cái về luật pháp này, rồi về tuân thủ, rồi về đạo đức nghề nghiệp thì rất là cao. Đấy là những cái đặc điểm khác của VCBF mà quý vị có thể cân nhắc để lựa chọn giữa quỹ của VCBF hay là các quỹ của các công ty quản lý khác. Một cái câu hỏi nữa là so sánh
thì tức là giải thích về lãi kép á, thì lãi kép thì là tức là nó là hình thức, tức là lãi mẹ đẻ lãi con á. Thì ví dụ như chẳng hạn như là thực ra mình khi mà nhìn vào tiền gửi ngân hàng thì quý vị sẽ dễ hình dung hơn, đúng không? Ví dụ năm nay mình gửi 10 đồng và lãi suất 7% thì mình 100 đồng đấy thì lãi suất 7% thì mình thêm thêm 7 đồng đó nữa, và 7 đồng đấy thì thành 107 đồng, đúng không? Thì mình gửi tiếp năm sau lại 7% thì cái 7 đồng kia nó cũng sinh ra lãi nữa cho bạn 4,9 đồng nữa. Thì ở quỹ thì nó sẽ khó hình dung hơn. Tuy nhiên thì đối với quỹ thì quý vị cũng thấy là cái việc mà công ty liên tục tái quỹ, liên tục tái đầu tư thì cũng sẽ tạo ra cái lợi nhuận kép cho quý vị. Và đặc biệt là đối với cả cái lợi nhuận mà chúng tôi trình bày á, là bao nhiêu, ví dụ như chẳng hạn như là 6-7% một năm, thì cái lợi nhuận đấy đã là lợi nhuận kép rồi. Thì nó khác với cả lợi nhuận giản đơn, ví dụ như là lợi nhuận trong vòng 5 năm chẳng hạn, cái lợi nhuận của cả cái giai đoạn đấy là 50%, thì lợi nhuận giản đơn thì là 10% một năm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà tính lợi nhuận kép thì nó chỉ là 8,8% một năm thôi. Thì cái mà chúng tôi trình bày ở đấy, ở cái kết quả đầu tư của chúng tôi đó là lợi nhuận kép. Ngoài ra thì có một câu hỏi nữa là trong tình hình khó khăn thì công ty có cân nhắc giảm phí cho nhà đầu tư hay không? Thì tôi nghĩ là ông Đông thì sẽ ở vị trí tốt hơn để trả lời câu hỏi này. Kính chào các quý vị nhà đầu tư. Chúng tôi là một trong những cái nguyên nhân mà chúng tôi muốn thay đổi một trong điều khoản về điều lệ, đó chính là chúng tôi có được cái sự linh động hơn trong cái việc giảm phí cho các nhà đầu tư. Và chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ họp cùng ban điều hành và ban quản lý danh mục đầu tư để cũng như là đội ngũ để quyết định cái chính sách về cái giảm phí liên quan đến mua và bán chứng chỉ quý mở. Liên quan đến cái phần phí quản lý thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý hội nghị sau. Mặc dù hiện tại bây giờ phí quản lý của VCBF về mặt trung bình cũng là mức tương đương với thị trường, và có thể so với một số công ty khác thì có thể vẫn còn thấp hơn. Chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có được cái sự đồng thuận sớm để công bố cho nên đầu tư cái hỗ trợ phí này trong tháng này. Xin rất cảm ơn. Của nhà đầu tư Nguyễn Thế Minh Hậu thì chúng tôi nghĩ rằng là sau dịch thì như chúng tôi biết thì thị trường chứng khoán là hàng tiền biểu của nền kinh tế. Hiện tại thì chúng tôi có được những cái dự báo về cái nền kinh tế năm 2020 chắc chắn là sẽ không tốt đẹp, và chưa có một dự báo chính xác được về năm 2021 và năm 2022 sau đó. Một số dự báo thì cho rằng là năm 2021 thì Việt Nam mình có thể sẽ hồi phục, một số dự báo thì cho rằng là năm 2022 thì mình mới hồi phục. Như tôi đã nói trước bài phát biểu trước đây thì Việt Nam mình nằm giữa và trung chuyển giữa mức cung và mức cầu trên nền kinh tế thế giới, nên chắc chắn nếu như theo đánh giá của IMF vào ngày hôm qua thì Việt Nam cũng sẽ phải chịu tác động phía sau, tức là khi nền kinh tế thế giới hồi phục thì chúng ta mới được hoàn thiện được cái chuỗi cung ứng. Nhưng việc này chỉ có thể xảy ra khi corona khi có cái vaccine hoặc là có phương pháp điều trị đối với cả virus corona này. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng là quá trình hồi phục của Việt Nam chắc chắn là một quá trình hồi phục kéo dài, bởi vì nó sẽ đi chậm hơn và để kéo dài hơn để phụ thuộc vào cái mức cung của cầu trên nền kinh tế thế giới. Do vậy, thị trường chứng khoán cũng sẽ có một hồi phục kéo dài. Chúng ta cũng biết là sau năm 2007-2008 thì chúng ta mất 3 năm để chúng ta hồi phục. Và hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là nền kinh tế Việt Nam mình cũng sẽ mất tối thiểu là 2-3 năm để hồi phục quay trở lại. Tuy nhiên là những kịch bản lạc quan nhất thì chúng ta vẫn nên hy vọng, nên chúng ta sẽ chuẩn bị những kịch bản xấu nhất để chúng ta có thể đối phó được khi nền kinh tế trải qua các giai đoạn khủng hoảng.
Chúng tôi cho rằng là chúng tôi không đầu tư vào cổ phiếu CB vì chúng tôi nghĩ rằng là đây là những cổ phiếu, thứ nhất là theo cái quy định về đầu tư chéo nhau thì chúng tôi cũng sẽ khó phải đầu tư được. Thứ hai là chúng tôi rất tiềm tàng trong cái việc là xảy ra cái việc đầu tư mà còn tính chất là insider trading. Chúng tôi cũng cho rằng là cổ phiếu VCB không phải lúc nào cũng đóng góp vào sự tăng trưởng của VN-Index nhiều hơn so với VN-Index. Có những năm tháng thì VCB cũng sẽ làm cho VN-Index sụt giảm rất là nhiều, và có những năm tháng thì VCB đóng góp cũng rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng đồng ý là cổ phiếu VCB trong cái năm 2019 thì đóng góp cho thị trường rất là nhiều, nhưng nếu chúng nhìn lại thì ngay theo 3 tháng đầu năm của năm 2020 thì cổ phiếu VCB cũng đã tác động để làm cho VN-Index cũng giảm rất là nhiều. Và nếu chúng ta nhìn lại cái toàn bộ ngành ngân hàng thì suốt những năm 2012 đến năm 13 sau khi chúng ta phải vật lộn với nợ xấu thì chính những cổ phiếu ngân hàng lại là những cổ phiếu làm cho đầu tư sụt giảm nhiều nhất. Nên chúng tôi cũng nghĩ rằng là cho chúng ta là đầu tư dài hạn nên chúng ta cũng không thể nhìn vào một cổ phiếu VCB để khắc phục được, và tỷ trọng VCB trong toàn bộ VN-Index cũng không phải tỷ trọng quá lớn đâu trong hiện tại. Về câu hỏi của nhà đầu tư Nguyễn Văn Cường liên quan đến câu hỏi là sau bao lâu thì có số liệu phân phối lợi nhuận, thì đây là câu hỏi mà hàng năm chúng tôi vẫn gặp phải. Và chúng tôi cho rằng là hàng năm thì cũng quỹ của VC, các quỹ của VCB ép quản lý thì đều có phần cổ tức. Thế nhưng cổ tức bằng tiền, thế nhưng cổ tức bằng tiền công ty các quỹ giữ lại để tiếp tục tái đầu tư để tạo ra các lãi kép. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn rút tiền mặt thì nhà đầu tư có thể bán một phần cái giá trị đầu tư chứng chỉ mở vậy. Về nguyên tắc thì khi mà chúng tôi phân phối lợi nhuận bằng tiền cho nhà đầu tư thì có nhà đầu tư mua lại của một phần chứng chỉ mở đấy, nhà đầu tư không. Thế nhưng mà về mặt thuế thì nhà đầu tư sẽ bị thiệt thòi. Còn khi nhà đầu tư bán các chứng chỉ mở trên thị trường một phần như vậy thì họ sẽ không bị cái thuế thu nhập 20%. Liên quan đến câu hỏi của nhà đầu tư Võ Thanh Lâm liên quan đến sửa điều lệ quỹ, thì thực ra thì chúng ta nhìn nhận trong cái điều lệ quỹ đấy chúng ta có thể có lượng mở rất là nhiều, và chúng tôi mong muốn là phí SCP tức là phí ship là có cơ sở để chúng ta có thể đưa về 0%. Và hiện tại bây giờ tính đến thời điểm này là chúng ta vẫn đang áp dụng cái mức phí ship cho quý 1 năm 2020. Với cái chính sách của tôi, chúng tôi đang vận dụng tất cả các chính sách đang có để chúng tôi cố gắng là đưa về cái chương trình phí ship là 0% hiện tại. Và trong quý 1 này là chúng tôi sẽ đưa về phí ship là 0%. Và nếu ngay khi điều lệ này được thông qua, về sửa đổi thông qua thì chúng tôi sẽ chủ động áp dụng phí ship cho năm 2020 về 0% ngay lập tức. Liên quan đến câu hỏi của nhà đầu tư Hoàng Thị Mỹ, liệu VCB và TBS có giao dịch trực tuyến được không nhỉ? Thì thực tế là hệ thống của chúng tôi đang giao dịch trực tuyến, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang có một cái vấn đề là nếu khách hàng là trực tiếp do VCB quản lý thì khách hàng có thể giao dịch trực tuyến được. Còn nếu khách hàng do VCB đầu bán hàng, do VCB là nhà phân phối thì nó sẽ thì hiện tại là có giao dịch trực tuyến được, nhưng mà do phải thêm một bước nữa cho cái việc giao dịch trực tuyến VCB. Toàn bộ giao dịch của VCB hiện tại là giao dịch trực tuyến được, và nếu khách hàng muốn giao dịch trực tuyến thì hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của VCB để đăng ký cái giao dịch trực tuyến này. Liên quan đến câu hỏi của nhà đầu tư làm như vậy đánh giá tiềm năng của cổ phiếu MBB lại điểm trong top 5 cổ phiếu nắm giữ của VCB, VCE vì xét quan sát của tôi thì tăng trưởng về giá của những cái doanh nghiệp ngân hàng khác thì còn khá khiêm tốn. Thực ra thì chúng tôi luôn đánh giá là MBB là một ngân hàng mà có nền tảng quản trị tốt và có dòng tiền đều tốt. Nếu chúng ta nhìn nhận cái cổ phiếu MBB theo hướng là gồm có cả cổ phiếu bằng tiền và cổ phiếu bằng cổ phiếu, tức cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu, trong 5 năm liên tiếp thì cổ phiếu MBB chính là một trong những cổ phiếu ngân hàng có cái
cái tỷ lệ return gần như là cao nhất so với tất cả các ngân hàng khác nhau. Trên thực tế thì chúng tôi đánh giá rằng là cổ phiếu MVB theo các đánh giá về mặt triển vọng cũng như là đánh giá về mặt quản trị và bền vững thì cổ phiếu MVB cũng là một trong những cổ phiếu có được đáp ứng các tiêu chuẩn về rủi ro là cũng bền nhất. Thì chúng tôi cho rằng là chúng tôi cổ phiếu MVB thì chúng tôi cũng vẫn đánh giá là về mặt dài hạn đây là một cổ phiếu rất là tốt trên thị trường, và nếu so sánh về mặt định giá thì đây cũng là một mức định giá trên thị trường hiện tại rất là rẻ. Tuy nhiên thì cổ phiếu trên thị trường sẽ bị tác động với cả những cái khủng hoảng kinh tế trong thời gian tới. Nếu hoàn toàn có thể các cổ phiếu ngân hàng nói chung và cổ phiếu MVB nói riêng hoàn toàn có thể là bị tác động mạnh lên bản thân tài sản và chỉ tiêu lợi nhuận nếu như một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra và sẽ kéo dài như đã từng xảy ra năm 2007-2008. Tôi cho rằng là cổ phiếu MVB là một cổ phiếu hợp lý mà chúng tôi nghĩ rằng là đáng để cho vào danh mục của BCE trong dài hạn. Liên quan đến cổ phiếu, câu hỏi của nhà đầu tư Mai Ngọc Hà là trong tình hình Covid-19 phức tạp và nếu tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sống chung dịch thì công ty đánh giá để những đầu tư và các nhóm ngành hưởng lợi trong tình hình đó hay không? Sau dịch có nên đầu tư vào công ty dầu khí và xuất nhập khẩu không? Thực tế thì chúng tôi thấy rằng là hiện tại không có một câu trả lời nào chính xác được về cách mà chúng ta thoát ra được khỏi COVID-19 nếu chúng ta không có được vaccine cách điều trị. Hiện tại cả thế giới đều không có được cách điều trị một cách chính xác. Một cách điều trị chính xác và một cách điều trị mà xác suất để không điều trị thành công nó phải rất thấp. Hiện tại tất cả các điều trị ở trong thử nghiệm, tất cả những vaccine cũng đang ở trong giai đoạn đầu tiên trong 4 giai đoạn vaccine mà tối thiểu phải mất 18 tháng. Trong lịch sử chỉ có một vaccine duy nhất là mẫu vaccine phát triển trong 7 tháng, còn tất cả vaccine trung bình đều là vaccine phát triển trong 5 năm. Thì chúng tôi tin rằng là quá trình mà nền quá trình của chúng ta hiện tại là một quá trình mà chúng ta sẽ phải sống một cuộc sống bình thường có virus COVID-19 bằng các biện pháp kiểm dịch hợp lý. Chúng ta sẽ không thể là ở trong nhà mãi được vì chúng ta sẽ cần phải phát triển và có một cái thu nhập, chúng ta cần phải có một nguồn chi tiêu. Thế nhưng cách thức như thế nào thì hiện tại bây giờ cả nước đang phải đối phó. Bây giờ giả sử là Việt Nam đóng toàn bộ nền kinh tế thế giới thì dẫn tới là chúng ta hoàn toàn có thể là sẽ sống sót được. Thế nhưng mà rõ ràng là cái tỷ trọng mà liên quan đến các hoạt động thương mại tự do nó sẽ tác động rất nhiều lên các hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta có thể đóng cửa toàn bộ hoạt động kinh doanh đối với bên ngoài, như vậy ngành hàng không vẫn có thể vận hành được nhưng mà vận hành ở trong thị trường nội địa. Vì thế có nghĩa rằng là các cái hoạt động về xuất nhập khẩu của chúng ta sẽ không có. Thế nhưng trong một trường hợp nhất định, trong trường hợp một dịch bệnh, giả sử dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới và chưa có kiểm soát, chúng ta phải đóng biên với tất cả các nước để cho đất nước này sống sót thì chúng ta cũng rất phải làm. Và trong trường hợp như thế thì chúng tôi cũng sẽ đánh giá lại toàn bộ các hoạt động đầu tư của chúng tôi. Thế nhưng trong trường hợp như thế thì chúng ta cũng không phải là chúng ta cho rằng là nền kinh tế Việt Nam mình đã tiếp tục tăng trưởng được, mà rõ ràng nó sẽ là một bước lùi rất lớn bởi vì các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như hoạt động giao thương của chúng ta sẽ bị chấm dứt và nền kinh tế sẽ quay trở lại tự cung tự cấp. Trong trường hợp đấy chúng ta hoàn toàn có thể là tự do trong nước nhưng mà chúng ta không thể đi ra nước ngoài được. Thì chúng tôi cũng mong hiểu cái nhà đầu tư hiểu rằng là trong những tình trạng như thế thì quá trình hồi phục kinh tế là một quá trình hết sức khó khăn và phức tạp. Trong đó có những doanh nghiệp đang rất mạnh thì có thể sẽ biến mất hoặc phá sản, có những doanh nghiệp trồi non của doanh nghiệp thì có thể lại hình thành và nó chưa chắc là phải là doanh nghiệp niêm yết. Thế nhưng như vậy mà chúng tôi cũng muốn đảm bảo một mức cân bằng rằng là việc đầu tư của quý vị vào tất cả các doanh nghiệp hiện tại sẽ được đảm bảo dưới mức cân bằng là tuy hơn cũng như là rủi ro được kiểm soát. Trong trường hợp mà nền dịch bệnh của chúng ta đang thêm phức tạp hiện tại thì cũng sẽ rất là khó nói. Chúng tôi lấy một ví dụ như thế này là Nhật Bản, sau khi họ rất tự tin về việc kiểm soát dịch thì ngay sau đó thì họ đã phải tuyên bố lại tái kiểm soát nền kinh tế, và chính vì vậy mà nền kinh tế Nhật Bản sẽ tiếp tục lại có khó khăn. Hồng Kông ngay sau khi họ nới lỏng chính sách họ cũng đã phải quay trở lại để tái kiểm soát lại toàn bộ quá trình.
trình vệ sinh dịch tễ của họ, và dẫn đến là nền kinh tế cũng sẽ rất là khó khăn. Và hiện tại bây giờ thì rất nhiều người đưa ra các phương án để mở lại nền kinh tế như thế nào thì vẫn chưa có một phương pháp cụ thể và thống nhất. Và chúng tôi cũng tin rằng là để trả lời một câu hỏi là đầu tư vào ngành nào sau dịch thì còn quá sớm để trả lời. Hiện tại như lúc nãy giám đốc đầu tư của tôi có trả lời là chúng tôi đang cố gắng xây dựng lại danh mục theo hướng đảm bảo rằng là các cái danh mục của chúng tôi hiện tại là những danh mục đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế hiện tại, tức là những cái danh mục như vậy, và đồng thời là chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp mà trong cái giả định tệ nhất là 18 tháng nữa thì doanh nghiệp đấy vẫn sống sót và nó có thể quay trở lại để tiếp tục là lĩnh vực thị trường. Thì đấy là cái kịch bản của chúng tôi. Năm ngoái bằng giờ này tôi cũng trả lời các đầu tư là thế này: cách tiếp cận của VCVS là cách tiếp cận từ dưới đi lên. Alo, xây dựng danh mục từ dưới đi lên, và chúng tôi muốn là cách tiếp cận bottom up là cách tiếp cận xuyên suốt của VCVS trong 10 năm thành lập vừa qua. Triết lý xây dựng như vậy đảm bảo chúng tôi được mặt chủ động và không bị sa ngã về mặt thị trường. Thì đến bây giờ triết lý đấy không thay đổi. Tuy nhiên năm ngoái chúng tôi trả lời một câu hỏi rất hay của nhà đầu tư trong khủng hoảng thì sao, thì chúng tôi nói rằng là trong khủng hoảng thì việc tồn tại là điều quan trọng, và việc tồn tại đối với công ty quản lý quỹ thì công ty đấy sẽ phải là gì, đánh chút là danh mục một cách hợp lý cho phù hợp với điều kiện khủng hoảng, và phải sẵn sàng có đủ tiền mặt để cần thiết thì phải đầu tư vào các cái danh mục mà tiềm năng hơn. Xin hết ạ. Xin cảm ơn các quý vị đã đặt câu hỏi. Nếu quý vị có câu hỏi khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư info